Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu họa tiết trang trí hình chuột Mickey để trang trí cho sản phẩm. Ở đây mình có trang trí lên một mẫu dây cài tóc như thế này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể trang trí lên nón, giày hoặc là áo để cho sản phẩm của mình được xinh xắn hơn nha. Đây. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cotton, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại kim khác nhau. Ở đây mình sử dụng đầu kim lớn hơn sợi len 1/2 nè. Ngoài ra còn có kéo cắt len và một đoạn dây cài tóc. Ở đây mình đã móc sẵn. Thì cái đoạn dây cài tóc này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước. Mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái họa tiết trang trí hình chuột Mickey phía trước. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu hồng để móc phần mặt của Mickey. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 13 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm, kép đơn thứ sáu, kép đơn thứ bảy, kép đơn thứ tám, kép đơn thứ chín, kép đơn thứ mười, kép đơn thứ mười một. Kép đơn 12 và mũi kép đơn thứ 13. Sau khi được 13 mũi kép đơn liên tiếp với nhau, các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên á. Đây sẽ là chân móc của mũi kép đơn đầu tiên. Ta sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Dùng tay kéo sợi len ngắn phía sau guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Thì ta được một vòng tròn đầu tiên của phần mặt Mickey nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái vòng tròn thứ hai. Các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên sẽ là cái chân móc mà ta vừa móc mũi dời á. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Khi được 2 mũi kép đơn cùng chân móc, tiếp tục móc vào chân móc kế bên này 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2. Chân móc thứ 3 cũng móc cho mình 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Như vậy là ở mỗi chân móc ta có 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình 10 chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc để tăng gấp đôi số mũi móc của cái vòng tròn thứ nhất. Làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của cái vòng móc này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Như vậy là mình vừa hoàn tất được khuôn của mặt Mickey có độ rộng là 2 vòng móc. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc lên cái phần tai của Mickey. Thì ở cái phần tai này các bạn sẽ móc liền cho mình nha. Khi lên 2 mũi móc xích, tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời á, móc vào đây cho mình 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Sau khi được 3 mũi kép đơn cùng chân móc thì tiếp tục lên 2 mũi móc xích và cũng móc cho mình vào chân móc mình vừa móc 3 mũi kép đơn á, móc cho mình vào đây một mũi dời. Như vậy là mình hoàn tất được một phần tai của Mickey nè. Để móc được cái phần tai thứ hai, các bạn sẽ sử dụng mũi dời dời cho mình cái mũi móc đến cái chân móc thứ sáu của cái vòng móc này. Tức là khoảng cách của hai tay nó sẽ cách nhau là 6 mũi móc nha. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế tiếp này nè, móc cho mình vào đây một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ hai là cái chân móc kế bên này và móc tiếp vào đây cho mình một mũi dời. Tương tự đâm kim vào chân thứ ba và móc một mũi dời.
đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ năm và móc tiếp một mũi dời vào đây. Đâm kim vào chân thứ sáu và móc một mũi dời. Như vậy là phần tay đầu tiên của mình vừa hoàn tất. Và cái khoảng cách giữa cái phần tay này và cái tay còn lại nó sẽ cách nhau là 6 mũi móc ở đây nha. Từ cái chân móc thứ sáu này các bạn tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1 2. Sau đó ta đâm kim vào cái chân móc mình vừa móc mũi dời cuối cùng này và móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Tức là ta sẽ tạo một phần tay còn lại tương tự như cái phần tay đầu tiên á. Khi được 3 mũi kép đơn, tiếp tục lên 2 mũi móc xích, sau đó cũng móc vào cái chân móc ta vừa móc 3 mũi kép đơn này nè, móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào các len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cái khuôn mặt của Mickey nè. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần nơ ở phía trước để trang trí. Ta sẽ sử dụng sợi len màu trắng, các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 3 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Khi được 3 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2, sau đó cũng móc tiếp cho mình vào cái vòng tròn ta tạo này một mũi dời. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cánh nơ đầu tiên. Thì để tạo được cánh nơ thứ hai, tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Sau đó cũng móc vào vòng tròn ta tạo đầu tiên này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 3 mũi kép đơn để tạo một cánh nơ thứ hai bằng với cánh nơ thứ nhất. 1. Hai. Và ba. Khi được 3 mũi kép đơn, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Tiếp tục móc vào vòng tròn ta vừa tạo đầu tiên này một mũi dời để kết thúc cánh nơ thứ hai. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng đoạn len này cột phần nơ lại nha. Ở những cái sợi len thừa này các bạn sẽ dùng tay guốc thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại. Ta sẽ dùng đoạn len thừa này quấn vào giữa của hai cánh nơ nè. Các bạn sẽ quấn vòng tròn hai cánh nơ này. Sau đó ở cái phía sau của cái phần nơ các bạn sẽ cột lại hai đầu dây lại. Đây, ta sẽ tiến hành cột hai đầu dây lại ở phía sau phần nơ, mặt trái của phần nơ á. Thì như vậy là mình vừa hoàn tất được mẫu nơ trang trí cho chuột Mickey nè. Các bạn sẽ giấu các cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc. Sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc, các bạn sẽ sử dụng keo nến hoặc là kim khâu để đính cố định cho mình cái phần nơ trang trí lên chuột Mickey và lên cái phần dây cài tóc này. Và để mặt trong của sợi dây cài tóc được thẩm mỹ hơn và không có cái phần gờ này, các bạn sẽ đính cho mình họa tiết trang trí ở mặt trái, cái phần nối hai đầu dây cài tóc lại á, để cho cái phần dây cài tóc của mình nó được thẩm mỹ hơn nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong họa tiết trang trí hình Mickey nè. Chúc các bạn thành công!